Xin chào bạn, tôi bác sĩ Sắc Việt Đức đây. Hôm nay một người nam 21 tuổi, bạn bị sùi mào gà ở hậu môn. Bạn thấy là bạn ấy cũng đã đốt ở phòng khám ngoài rồi. Đốt phòng khám đấy chắc là tốn nhiều tiền đúng không em? Không. Nó vẽ ra đủ thứ, mà hết tiền thì thôi. Em đến đấy một lần, có đến đốt thôi, em chưa. Ví dụ là các quán truyền nước hoặc là truyền kháng sinh, nhiều cái. Nếu mà em mà muốn yên tâm nhé, thì em có thể em tham khảo với bảo hành ấy,